Chúng ta cùng trở lại câu chuyện của một cậu bé bị mất tích bí ẩn cách đây 8 năm về trước, thì mới thứ năm vừa rồi được phát hiện là nằm gục trước một cái nhà thờ. Cậu tuy là vẫn còn sống nhưng mà đang trong tình trạng là tâm thần bất ổn. Mẹ cậu thì cho biết là hiện tại cậu không thể nói nên lời, thế nên là bà không cho tiếp bất kỳ ai cả. Và bà cũng bày tỏ cái niềm vui sướng khi mà cậu con trai đã trở về. Nhưng mà hôm nay thì một số cảnh sát và cố vấn đã thống nhất đi tới quyết định là tách mẹ cậu ra khỏi cậu và tới để hỏi cậu xem là chuyện gì đã xảy ra trong vòng 8 năm qua. Và những gì cậu đã nói ra đưa chúng ta tới với người đàn ông này. Anh nói rằng khi mà cậu bé được thông báo là mất tích thì sau đó chỉ 2 ngày là cậu đã trở về nhà rồi. Nhưng mà mẹ cậu đã nói rằng là cậu có thể bị tạm giam vì đã cố gắng bỏ trốn. Và cậu nói rằng trong nhiều năm thì mẹ cậu đã nhốt cậu ở trong phòng và bà đã đưa cậu sử dụng các loại thuốc gây ảo giác rồi là lạm dụng cậu để cậu đóng vai bố của cậu. Và khi mà cảnh sát đến xung quanh thì cô vẫn giấu cậu ở trong phòng trong khi là mình thông báo ra bên ngoài là vẫn đang rất mong chờ con sẽ trở về an toàn. Và thậm chí thì cô lại còn gây quỹ để mà lợi dụng cái sự giúp đỡ của cộng đồng nữa. Và mẹ của Ruby thì thi thoảng vẫn cho cậu đi qua thăm những cái người thân. Vì mẹ của cậu tin rằng là đã qua một thời gian quá lâu để mà mọi người quên đi vụ án, quên đi hình ảnh của Ruby bằng một cái tên khác. Và trên đây là những cáo buộc cho vụ án này. Tính như là người mẹ này đang có một đầu óc của một tội phạm đấy.